Toyota Camry 2025 ra mắt Việt Nam, giá cao nhất 1,53 tỷ đồng, có cả xăng và hybrid. Toyota Camry đời mới đã chính thức ra mắt và công bố giá bán tại thị trường Việt, tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2024. Tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2024, Toyota Camry đời mới đã chính thức được giới thiệu lần đầu tiên tới người dùng trong nước. Biểu giá xe đã được công bố cụ thể, với một sự thay đổi rất đáng chú ý. Dòng sedan hạng D vẫn có bản chạy động cơ 2.0 lít độc lập, thay vì chỉ hybrid như phiên bản quốc tế đã ra mắt trước đây. Cụ thể, bản xăng thường Camry 2.0 Q có giá khởi điểm 1,22 tỷ đồng. Bản trung cấp Camry 2.5 HEV Mid có giá 1,46 tỷ đồng, trong khi bản cao nhất là Camry 2.5 HEV Top có giá 1,53 tỷ đồng. Như vậy, giá khởi điểm Camry nói chung tăng nhẹ so với mức 1 tỷ 105 triệu đồng trên đời cũ. Động cơ 2.0 lít trên Camry mới vẫn là loại cũ, với công suất 170 mã lực. Trong khi đó, các bản hybrid mới dùng động cơ 2.5 lít và hai motor điện có công suất 231 mã lực. Dẫn động là cầu trước hoặc hai cầu. Cầu sau xe thực tế được dẫn động bởi một motor thứ ba đặt tại đây, kích hoạt khi cần thiết. Mô-men xoắn hệ thống là 221 Nm. Bình xăng dung tích 50 lít. So với hệ thống hybrid trước đây, bản nâng cấp trên Camry mới đã được tinh chỉnh để hạn chế nhược điểm về tiếng ồn khi máy gầm ở số vòng tua thấp. Phiên bản V6 cũng đã được xác nhận biến mất, yếu tố không bất ngờ khi thị phần bản này chỉ còn 7% trong năm 2023. Ở thế hệ Toyota Camry mới nhất, thương hiệu chủ quản Nhật không làm mới hoàn toàn xe mà chỉ nâng cấp bộ khung sẵn có. Tuy vậy, những thay đổi được thực hiện trên Toyota Camry 2025 vẫn rất quy mô và đủ để thổi sức sống mới vào dòng sedan cỡ trung. Về thiết kế, Toyota Camry 2025 dựa vào bộ khung của Crown đời mới cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, xe không mang vóc dáng SUV hóa như dòng tên trên, mà giữ bộ khung sedan 3 khoang truyền thống. Tuy vậy, âm hưởng của Crown mới lên thiết kế Toyota Camry vẫn là rất lớn, chẳng hạn như giao diện đầu xe. Theo thông số hãng, Toyota Camry đời mới dài 4.920mm, rộng 1.840mm, cao 1.445mm, dài cơ sở 2.825mm, khoảng sáng gầm xe 135mm. Chuyển hướng vào nội thất, tổng thể khoang lái Camry mới nay hiện đại, rành mạch và gọn gàng với các bề mặt được tách biệt rõ ràng. Mọi cấu hình xe đều sở hữu khả năng khởi động xe không cần khóa, điều hòa hai vùng, bàn sạc không dây hay các công nghệ như cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm ngang phía sau. Một số trang bị điểm nhấn trên Camry đời mới có thể kể đến điều hòa 3 vùng độc lập trái, phải sau, mâm hợp kim 19 inch, đèn pha trên hậu trên ban ngày LED, màn giải trí trung tâm táp lô 12,3 inch, 6 loa JBL, màn H10 inch, lẫy chuyển số vô lăng, bàn sạc điện thoại không dây, công nghệ điều khiển bằng khẩu lệnh hay Apple CarPlay trên Android Auto không dây. Ở mảng an toàn, Toyota Camry mới sở hữ gói Toyota Safety Sense 3.0, với những tính năng trên trang bị như cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, cảnh báo lùi, cảnh báo và hỗ trợ phanh tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn hay Cruiser Control thích ứng mọi tốc độ có khả năng giảm tốc vào cua,